Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Rồi thì hiện tại chúng ta đã có mặt ở trong một cái mini game rất rất là mới các bạn ơi, Chopping Block. Đấy, nói chung là nghe tên mới thôi, nhưng mà thực ra đây là một cái mini game nó kiểu theo dạng là Dead Run các bạn ơi. Đấy, chạy đua khỏi thần chết các bạn nha. Nhưng mà đây là chạy đua khỏi đầu bếp. Đấy, thì đây chúng ta sẽ ra đây để chọn chúng ta sẽ biến thành đồ ăn gì. Đấy, mấy cái đồ ăn này là mất tiền bạn ơi. Thôi được rồi, chúng ta sẽ tôi sẽ trở thành một chiếc bánh mì đấy. Đấy, mấy con trời chọn đây. Ủa, dưới này có donut này, sushi này, ủa ice cream này. Rồi thôi được rồi, không tôi sẽ start game. Đấy, ai sẽ là đâu rồi? À đây. Cái gì đây? Tôi lại đợt đầu bếp à? Úi giời ơi, rồi. Nhiệm vụ này rồi. Nhiệm vụ của tôi sẽ phải ngăn cản mấy con dời này. Đâu rồi, rồi. Mấy con dời này chui xuống đấy à? Xuống lỗ à? Tôi sẽ đâu chui xuống đi. Chui xuống này, chui xuống này. Cái này là giống kiểu lò nướng các bạn ơi. Nhờn này, nhờn tôi này mấy con dời. Đâu? Nhanh khẩn trương, cái này phải hồi bạn ơi, cái này nó bao giờ màu xanh nó ấy các bạn. Ui bồn rửa bồn rửa. Ok các bạn. Ôi trời ơi, kiên như cái này là cái gì đây? Tìm đường mà đi. Đâu rồi? Đây rồi. Nhờn với chúng tôi này. Cái máy này là máy gì các bạn ơi? Như đại khái nó mô phỏng đây, mình ở đầu bếp này, bạn thấy không? Siêu to khổng lồ này. Đầu bếp mà không biết. Nào. Người ta cứ dùng thôi. Ui, con dài nào nhảy xuống đây chưa ta? Đấy rồi, quá rồi. Màu xanh kìa. Ôi, qua đây đi. Bị kẹp rồi. Mấy con dài chui đâu rồi? Nào chứ. Mấy con dài chui đâu hết rồi? Bên này. Nhờn này. Ôi rồi, xong luôn. Chui hết vào đây, đúng rồi. Chui hết vào đây. Đâu rồi. Đứng lại bị ở cái ghế. Yes sir. Cái này không bị sao? Đi đây. Đứng đây nhìn làm cái gì? Đấy con dài nào đây? Đứng đây nhìn làm cái gì? Tôi sẽ gọi là rửa luôn bạn ơi, rửa luôn. Đầu bếp. Rửa luôn. Đã, đừng nữa thôi. Rồi. Cứ đâm thẳng thôi mọi người. Bên dài. Nước đi đúng rồi, bên dài. Chạy đi. Bên dài chạy được hết sang bên này chưa ta? Mình còn chưa nhìn thấy bạn ơi. Đâu rồi. Chạy hết sang bên này các bạn ơi. Đáng ghét, tôi phải sang bên này, tôi nhìn được các bạn ơi. Ngoài tôi sẽ đi đường kia. Đâu rồi. Đi hướng nào đấy? Hướng nào đấy? Thế như chú ý vào cái trắng kia kìa. Thế như Ôi, Ui ơi, chết rồi. Cái này con dài cái quá. Đi rồi. Con dài chạy hết sang bên này bạn ơi. Đi quẹt nhưng mà quẹt sai rồi. Thì sao? Cái máy này máy gì đây? Đấy em bạn ơi, đấy em. Chạy đi đâu? Nhảy này. Máy cò. Rồi, chú ở đây. Chết giả rồi, mấy con dài chuẩn bị qua bên cái màn bên kia rồi. Rồi, chết rồi. Vẫn còn các bạn ơi, có 5 phút thôi, mấy thanh niên chỉ có 5 phút để mấy thanh niên sống sót khỏi đây thôi, yên tâm đi. Trời ơi, té nhiều cái cua kìa. Qua rồi. Này quá anh ơi. Qua con khỉ. Ôi, kia đến động bàn tơ rồi. Qua con khỉ. Đi đường bên kia. Hết rồi. Ok, nó không nổ à, ảo thật đấy cái máy này. Phải đứng gần nó mới nổ. Ôi, xong rồi. Ôi, mấy con dài nào đằng sau kìa. Tao biết mày hơi gà nhá. Chết giỡn, thôi nấu ăn nè. Cái của đâu mà. Thôi đến rồi. Cái này. Cái đấy phải đợi nến tắt rồi. Có bên kia qua chưa? Qua, người ta qua bên bánh sinh nhật đây này. Ôi hồi, con có kinh thăng cuối à? Con giờ nào vẫn đang lang thang ở đây, đây tứ nha. Mấy thanh niên này qua hết bên này không bạn ơi? Đâu? Đây, cứ ở chỗ máy xay. Đúng rồi, cứ đi đi. Ôi ơi. Happy birthday. Chết giỡn rồi. Cái qua bên kia rồi. Đâu rồi? Lúc đang đi chậm lắm, phải chạy. Zeno cũng đang ở trong con khỉ. Ui ơi.
Nào nhờn với chúng tôi. Ui hồi. Rồi mọi người qua đây hết đi nào. Đi qua đây. Ủa sao nhảy vào bên kia là nó bay lại vậy? Ủa. Có anh đi bay được qua bên này rồi đây, hình như sắp về đến nơi rồi này. Đâu rồi. Ủa về đi Văn ơi, về đi. Và bánh nhưng mà hết lửa. Ủa, thanh niên đi cứ đứng đây này. Thế này bị bắt cua rồi. Đây đây đây. Hay quá. Ui giời ơi, trứng gà kìa. Trứng gà đây. Ui. Thôi, hết trứng gà chưa? Hết rồi. Cày thế nhờ. Còn 2-3 giây nữa bạn ơi. Yên tâm, về sao được? Về được chứ. Về đâu? Lò vi sóng tiếp này. Đâu rồi, chạy vào đây. Đâu rồi. Đừng lò vi sóng. Ui giời, hay quá. Nhờn này. Chết rồi. Nhờ với chúng tôi. Mày ăn gì đấy không được rồi. Con giời. Ôi ơi, trứng gà quăng kìa. Ô mày. Ui cái này đi kiểu gì đấy? Ồ cái này đi kiểu gì đây? Đi. Nói chung là đi. Mà nếu đến sắp đến đích rồi. À hết rồi. Uầy, còn một xíu nữa đây này, đích ở đây này. Ui rồi. Mày qua đây tôi tí là ấy bạn ơi. Ờ đấy. Uầy. Được. Đấy, may quá tôi không thua, tôi không quê. Như uầy. Uầy, núp chiến thắng núp có 40 tiền luôn. Đâu để núp sẽ mua núp trở thành cái gì đây? Uầy. Núp mua thôi mà núp trở thành đầu bếp. Ta sẽ trở thành iCream ông nhỉ? Hay là mua cái đắt nhất là sushi donut đi. Ui, có golden apple này 75 tiền này. Thôi được rồi, anh núp sẽ trở thành donut. Có một tiền thế này. Thua thì chỉ thế thôi. Rồi, sao ta này? Đúng một tiền rồi đấy. Nói chung là 5 phút dành cho ai đây? Bánh MC. Ok, bạn là bánh MC à. Nhiều 3 phút à. Ok, mình sẽ có 5 phút để mình thoát khỏi bạn ơi. Cũng như đi lấy tiền. Rồi, vành đâu rồi, vành MC. Ê, vàng. Cẩn thận nhé, cẩn thận cái kia. Ui ơi, đâu rồi, vành đâu rồi. Đi luôn. Đi qua rồi. Lên. Ui, cái gì? Creeper. Cứ bình tĩnh đã. Đúng bao rồi. Hay quá. Creeper. Từ cái gì? Đầu bếp. Vành đã trở thành vua đầu bếp. Anh đã trở thành vua đầu bếp. Đi check boy đi luôn. Đi luôn. Bánh donut của ta đây. Ui, sao đi chậm thế? Đúng, cho cái len này, Đi vào cái trắng ấy, Cẩn thận giao thái đấy, Rồi, thái rồi. Ui. Ôi trời ơi. Rồi hết rồi. Đi, né cái dao à. Ôi, vua đầu bếp. Mẹ như tình yêu cho lắm vào đầu bếp. Ấy à, đừng cẩn thận, đừng giáp cái xanh. Ấy à. Ờ, dâm. Ôi, zombie kìa. Ok, sao, cứ từ. Đi luôn anh ơi. Cẩn thận. Qua được rồi. Rồi. Đừng đi vào cái xanh bị độc. Đi. Xanh lá cây bị độc á. Không đi, đi ship xuống đi cho nó cho nó. Trời ơi, đến cuối rồi con rơi. Ui con rơi. Ui mày ép à. Ui. Từ. Ui tính ra đi cái góc nhìn của như thức ăn này như. Nhảy đây nhanh em. Nhảy đây. Chia nhau ra mà nhảy đấy. Ui giời, cái gì? Ui giời, sao chặn nhau thế này? Như đúng rồi, nhảy đây. Yên tâm, qua được. Ôi giời, ok. Nhảy đi, nhảy. Sao con giời nhanh thế? Ui giời, chết rồi. Đừng. Đứng đây không sao kìa. Hay quá anh ơi. Ui, zumbai. Cẩn thận. Zumbai kìa. Ờ, mày quát nó xuống. Ui giời, nó đẩy mình xuống luôn. Ok, chỗ này hết chưa ta? Qua. Vành ơi, đi thôi. Đúng rồi, đi đi, ai đi được cứ đi. Ai đi được cứ đi đi anh em ơi. Đi mọi người. Ôi, sợ quá. Ôi, sợ quá. Ui, chỗ này bắt cua nhìn sợ vậy. Oh my god. Ui, nhảy đi anh em ơi, chỗ này sao toàn bắt cua vậy. Đang gà bắt cua thì chớ chứ. Oh yes sir. Ok, đây, đang qua đây. Ui, donut. Đây ôi, check point rồi. Ok. Yes, ok, bạn này qua đây sắp thắng rồi, cố lên. Cái này. Cẩn thận. Ui cái kia đập tỉ lệ chết cao lắm. Ui ở bên này mà vừa lấy núp ấy rồi. Đi. Cái này bây giờ chúng ta phải đi gọi là sao cho nó vừa. Ui giời ơi, đi đâu rồi. Ui giời, đi hướng nào đây? Hay như đây à? Bên núp ơi. Con dài này sắc to quá. Đấy rồi, núp qua rồi. Ui, nó chạy đây. Chạy đây. Rồi xong rồi, đông lạnh rồi, tôi thấy là khói lạnh. Ờ không sao. Ui giời. Không sao, đi. Nhảy trước đi, quả táo này. Kìa, Zeno ơi, Zeno chết queo luôn nè. Đi núp ơi. Đấy, nó đang đi đây. Đang đi, cái này phải nhảy bình tĩnh các bạn ơi. Đấy, cái này phải nhảy bình tĩnh. Vua đầu bếp vanh MC. Ui, sắp qua rồi, yes. Ui, đóng cửa rồi.
ai, ơi, lạnh, 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 cứu, 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 ai là lạnh quá, đờ, tôi chết bị lạnh, không, ô, hết rồi, 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 ok, ai à, ui, cày đấy nhờ. Quá đâu. À như đi 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 anh em ơi, đi nhanh, đi nhanh anh em ơi, đi nhanh đi nhanh đi nhanh. Phải chiến thắng thì cố lên anh em ơi, cố lên. Đừng lấy dây, cố đúng lên. Rồi, đừng để à, okay. À, như với miệng thanh niên. Đúng rồi, ai thắng được cứ thắng đi để chúng ta gọi là để cho vua đầu bếp. À, như vua đầu bếp. Có cái bánh kem nhảy kiểu gì Bingo? Nhảy lên 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 lên. Ai chứ? Ai sẽ trở thành gọi là trời ơi té. Kìa, núp cũng té luôn à, cái chỗ đấy nó bị trơn. Cái trơn chết rồi đấy bạn. 20 giây à? Rồi trong mấy xã hội luôn rồi. Thế còn xa lắm anh em ạ, thế chắc còn xa lắm. Rồi đi. À, cái này bên này về đích rồi. Về đích à? Về đích à? Ai về đích rồi à? Ai về đích à? Bingo à? Bingo đi chưa? Bingo xong đi, Bingo bị tụt lại rồi. Xong. Đó, ai sẽ đồng tính lên thắng đi, thắng đi, thắng đi. 24. Thắng đi, thắng đi rồi. Ui. Yeah, giờ nó tới đất rồi. Đây 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 đây, núp vương đến đây. Ui. Ok, cái này hỏi chiêu, cái này anh hỏi chiêu. 16 giây. Ê, ok, hết lên rồi mà sao tôi vẫn chết? Yeah, what the fuck? Cày đấy nhờ, này hết nến rồi mà vẫn chết à? Ảo thật đấy, thôi xin chết rồi. 16 giây nữa. Con giời này. Cày đấy nhờ, 1 giây à, tôi còn 1. Sao rõ ràng đấy rồi, đây này, quả đấy hết nến rồi mà tôi vẫn chết à? Ảo thật đấy, cày. Chứ vừa chắc là vừa tầm, mà này chắc là 1 không phải mấy giây. Thôi không sao, Vanh đã trở thành vua đầu bếp. Mọi người gọi là hiểu hết rồi. À, hiểu hết rồi. Nào, bây giờ nào, chọn đây. Ôi, tôi chọn khác, cái bánh đu nước nó phải to quá bạn ơi. Trời ơi, có bạn mấy tiền rồi, mua cái... Quả ớt đây, quả ớt này. Quả ớt, quả ớt, quả ớt, quả ớt là đẹp này, quả ớt này, quả ớt này, bé này. Được chưa, mua xong chưa? Được rồi. À, vua đầu bếp nào đây? Dê và Nô à, vua đầu bếp này à. Ok, vua đầu bếp này. Thôi là quả núp lần này, núp phải chiến thắng các bạn ơi. Nếu vừa lấy rồi. Rồi đi, 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 đi. Đoàn, 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 cái này dễ này, cái này dễ này. Nhảy đây đúng rồi. Ui, ui, cái kia nướng nướng. Ui dồi, quả bánh nào to thế này. Như quả bánh nào to dữ vậy. Ok, 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 đây, 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 đây. Ui dồi, đi, 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 đi. Cái này, ui dồi, nướng rồi, nướng. Rồi xong, vào phòng nướng luôn. Nướng rồi, nướng rồi. Phải hết này luôn. Đi, 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 đi. Ê, đừng có chạy thẳng, đi. Không sao, đằng nào cũng có chích voi rồi, không nên lo. À, như anh em lên đi, ui chưa gì mà ải một đã dễ như này rồi, lên thôi, nhảy ra thôi. Ô, happy birthday với gì à? Ok, con già định bật nến. Ê, con già định bật đấy các bạn ơi. Lên đi. Bật nến đi. Sao bên này có đúng một. Ừ rồi rồi, thế kia đấy chưa? À, này như rồi, không không bật à, ảo thật đấy. Ừ, cái đấy phải nhảy vào gối mà nhảy đúng không? Nhảy đi. Không, không, nhảy rồi. À, nến nến à. Ừ đúng rồi. À, con giờ bây giờ mới bật. Ui giời, tôi tưởng là nhảy trên gỗ cơ. Đúng rồi. Ôi giời, ok ok, hóa ra nhảy trên nến à. Đúng cái bánh sinh nhật là quá ải à. Ui giời, đi đi đi. Đi 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 anh em. À, như đi đi anh em. Con giời nó to che hết mặt rồi. Này như nó bảo nó là cái bé nhưng mà ớt cũng to lắm. Đi 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 đi. Cái này chưa dùng đâu, cái này chưa dùng đâu, dùng đi đi. Ờ đi đi. Ây à, nóng 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 nóng. À như nóng. Chưa dùng này, chưa dùng này, chưa dùng này. Con giời là cái bánh to thế, khó chịu thật sự luôn đi. Trước khi đi, trước khi. Khổ quá, đi đi. Con giời kiếm, giời kiếm cái bánh các bạn ơi. Ngoài, đi đi đi, ok. Đi đi đi, qua đi đi em. Dick boy. Kìa. Ủa kìa. Nhảy. Sống. Bánh quá rồi, bánh quá, chết quá rồi. Ok, sao? Cây đấy à, nút toàn nhảy cái gì không à? Như bực tập. Này, 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 này. Ừ, bánh gì rồi? Đâu, đâu, để ta gọi là nhảy Hà Nội. Ta nhảy Hà Nội đây. Đâu rồi, chết quá, chết quá rồi, chết quá rồi. Quá 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 quá. Anh em chờ với, anh em chờ với, không thì đi một mình núp là núp đi bụi đây. Mẹ nhớ, bình tĩnh. Ok. Rồi rồi, qua rồi. Ok ok ok. Alo. Qua tiếp rồi. Ok ok ok. Qua tiếp rồi, thắng rồi. À, thắng nhanh ngươi ơi. Thắng nhanh ngươi ơi. Thắng nhanh ngươi ơi. Ok, đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh, thắng nhanh ngươi ơi. Ui, cái này dễ hơn à, mấy cái bay này dễ. Ừ, ngay đây rồi, ngay đây rồi. Ok ok. Thường thế nào? Bình thường đấy, Zelo à. Đi cắn chết rồi. Vua đầu, vua đầu bếp này, vua đầu bếp này là như vua đầu bếp này, nhanh lên thôi. Creeper à, có Creeper à. Ui, Creeper từ từ ạ. Ok ok ok. Đấy ơi. Thắng rồi anh em ơi, thắng chắc rồi, còn chờ gì nữa?
Đến rồi. Ui giời ơi. Không nhưng mà cái bẫy này nó dễ nhở. Ờ cái bẫy này nó dễ hoài. Cái này dễ đâu. Không cái này là do ăn ở. Rồi rồi còn cái bánh. Còn cái bánh của Kendrick chắc không qua được rồi. Kendrick chết rồi. Rồi xong. Còn mỗi Kendrick. Còn Kendrick với Khang G à. Ui ơi Khang à. Đi rồi. Đi rồi các bác ơi, đi rồi mà nếu đi chắc rồi. 70 giây mà. 70 giây mà thật. Rồi. Đang bị bí ngô nhập à. Xe bí ngô hơi bị đỉnh nhá, bí ngô qua rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi đi bụng chắc rồi. Xong rồi, khó rồi, khó rồi. Ơi. Ok, còn đâu, kiến đích đâu. Còn mới kiến đích à. Rồi xong, dí rồi cái bánh to cái này. Bánh cho cố rồi mà. Bánh cho cố rồi rồi. Xong rồi nướng luôn rồi. Cái này là không bằng kiến đích kiểu khó rồi. Nướng cho cố rồi. Rồi xong rồi. Hết bình tĩnh rồi. Nướng cho cố rồi các bạn ơi. Còn kiến đích kiểu khó đấy. Rồi. Rồi nhảy đây đúng rồi. Khó không khó. Rồi chạy thẳng thôi. Rồi chạy thẳng đi, cẩn thận dừng lại. Ui giời ơi, cái cô ấy, đúng rồi. Như cái này không, cái bẫy này dễ, công nhận là cái bẫy này dễ thật. Đúng rồi, bẫy rồi nha. Thôi được rồi, nào. Hơi bị pro đấy. Game cuối này, xem ai. Cuối giờ là win hết. Ai con dài Bingo là win cả đám luôn, dễ luôn đây này. Chắc thôi nha, người ta đổ bếp đỉnh. Tôi sẽ chọn, ui không tính ra là quả ớt nó vẫn to lắm anh em ạ, cái bánh nó cũng to ạ. Mọi chọn mấy cái quả ớt mới gây kem mà bé này. Cây kem cũng chả bé đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ chọn ice cream. Đấy. Nào. Sushi. Start nha. Nào, start. Đâu, cái này bé này. Ui ơi, tôi à. Ui giời ơi, chết tôi rồi. Anh này cho đầu bếp làm lại này. Thắng được không? Thắng được không mà gáy? Thắng được không mà gáy? Như thắng được không mà gáy? Cái sushi cũng cho đúng cái này. Thắng được không mà gáy? Là như đâu rồi? Vừa mồm mà. Thắng được không mà gái? Sức mạnh lên, xử lên, chém lên, chém lên con dài lên, đúng rồi. Như... Cho nó hết đã. Đâu rồi, mấy con dài đâu rồi. Chết giả rồi cái này. Ui dồi ôi, được cái một đống này. Đấy rồi, hết rồi. Hết rồi à, hết chưa? Chắc chắn là hết chưa? Rồi như, chắc chắn là hết chưa? Cái sushi nó bé cơ. Chắc chắn là hết chưa? Rồi như... Đổ đi, ức sắc Quipper đần đi. Rồi như, cày thật đi. Rồi như, Quipper đần quá các bạn ơi. Ôi giời ơi, sao biết hai người bị nổ ạ? Ảo thật, hai người đi đâu rồi, đi lên, mấy con dài, chui ở đấy à? À, mấy con dài, sao? Rồi, mấy thiên nhiên đâu hết rồi các bạn ơi, chui. Đấy, em tới ngoài bên kia luôn rồi. Chui đâu hết rồi? Đúng rồi, thắng luôn, Khang ơi, thắng luôn rồi. Con khỉ, đừng có điều, đừng có điều. Ta đứng đây. Nào, nhấn tìm nước này. Ôi giời ơi. Nhảy rồi, em nhảy qua bên kia. Ok kìa. Sao cái nhấn chim nước không bị sao? Ảo thật đấy, what? Có bị mất máu thì không chết. Ui giời ơi, cày thế nhờ. Như... Có mất máu thì không đáng kể. Nhanh lên, ra đây. Anh ta sẽ ăn, à quên mất chỗ này làm gì ăn được đâu. Nhầm, ok. Thôi, đổi hôm này. Ui, đã sao? Nhưng mà lần này nhiều bẫy nhờ. Nhiều bẫy đó. Người ban tổ chức đây. Người của ban tổ chức đây. Như... Người của ban tổ chức đây. Nhanh lên, đi đúng rồi, đi đây. Đâu rồi? Trời ơi, cái sushi to quá anh ơi. Đâu, nhanh lên. Đâu rồi, à đây. Ui, lại quay lại cái bẫy này các bạn ơi. Lại quay lại cái bẫy này. Ôi, nhảy đây. Nhảy đây. Ê, con dài cái. Dài cái đứng kìa, sushi à. Su và si à đâu. Sushi number one. Ui ôi, sushi với cả cái hamburger to đúng đó rồi anh ơi. Rồi rồi. Hamburger. Xuống rồi. Hamburger to quá. Sushi number one. Ui ơi, bẫy này chưa gì đã chích toy ở đây rồi. Thế yes, chứ. Yes sir, biểu qua rồi. Nhờn. Ui, bẫy này chưa gì chích toy đâu. Nhanh thế, sắp win được luôn rồi này. Qua bên này win luôn rồi này. Yes sir. Bà. Bỏ điều nào vậy? Bên này ấn 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 nhanh ấn ngon thì thổi đấy. Lúc chỉ có đi chặn mấy người kia thôi. Không, người ta cứ đứng đây. Hai bên thôi, thổi đấy. Anh em đấy là win này. Thổi đấy, thổi đấy ngon, thổi đấy. Đấy rồi. Ngon thì thổi đấy. Win đấy, win này thì win này. Đây gì em ơi,
Queen này. No. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. No way. No way. No way. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Bật nến lên. Con giờ nó chui nó lọt xuống lỗ rồi. Nhân. Đi được rồi. Cày đấy nhờ, không bị lỗ rồi. Cày đấy nhờ, con giờ cực pin luôn rồi. Khó đấy. Quá, trường này. Các bạn ơi, bánh đã được dưới đây rồi nhé. Ngon ở đây. Dạ, còn 4 máy vậy. Ảo thật đấy, cái này nó xoay trúng rồi nè. Thắng rồi. Cái đấy nhờ, cái này nó xoay trúng rồi. Hai con dài này nhờ. Hai con dài win hộ gái nhá. Hai con dài win hộ. Thế à, ok. Win hộ gái. Ui, con dài nó vẫn đang nhảy ca tưng nhờ. Kendrick à. Ui rồi. Bánh này nhảy cái khe này khó. Kendrick này 0.1% rồi. Đâu, nước mạnh, nước mạnh mà như chưa đây, nước mạnh. Uzi nướng. À, Kendrick này là gọi là phế. Quan trọng là có qua được mấy cái cửa này không nào. Con dao hằng hướng. Đúng rồi, quan trọng là có qua được không nào. Chạy đi. Chạy đi, không win được rồi. Ta bật luôn mấy cái bẫy luôn, cho khói chạy luôn bạn ơi. Quá đâu. Có hai thanh niên kia về được đích à? Ôi trời ơi. Thế là tưởng là tôi vẫn thành vua đầu bếp nhá, không phải vua đầu bếp. Ok. Đây. Rồi. Vui bớt đầu. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày mai đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy, nói chung là cái mini game này nó kiểu giống kiểu Dead Run các bạn nha. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của tớ ở trong group team. Ở đây những ngộ nha, của mình xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.